trong xóm á. Nhặt dậy đấy. Dạ. Bỏ em xem. Bỏ xuống em xem. Nhặt cái giày đó. Mở hắn ra thôi. Bỏ mở hắn. Đấy, chị nhặt cái giày đó. Cái này là cái gì? Thắt cục à? Đấy, em cho chị nhặt, nhưng mà cái này là chị nhặt về để đun. Cái này là than cục à? Đó, chị bới lên nó sẽ cho chị nhặt mà thoải mái. Cái này là than cục để về đun đây. Mưa nó trơ ra chị mới nhặt được à? Chị là tên gì? Chị người ở đây hả? Đâu ạ? À, chị nhặt đây về đun đây. Vâng, mưa nó trơ ra vẫn còn nhiều than đấy cả. Không, không có đâu, thi thoảng em nhặt đâu. Đốt bếp. Nhặt để đốt bếp thôi đây. Em nấu rượu ấy. Nấu rượu. Vâng, thi thoảng nấu rượu. Chị người dân ở đây ạ? À? Vâng. Nhặt đi. Chị ơi. Dạ. Chị nhặt đi. Vâng.